Ở đây họ nuôi gì cả? Đâu, ở đây nó nuôi ngỗng là ngỗng nó có phải nuôi đâu. Mà đây là theo ở kia nó nói, tức là ngỗng nó thả thiên nhiên giống như chim chóc. Đấy, kiều Mỹ định quay một con quạ cho thằng Việt nó xem, nhưng mà hôm nay quạ nó thế nào, ngày nghỉ nó đi mẹ hết rồi. Đấy. Quạ kia. Đâu? Ờ, tít đằng xa kia, về đây con nhìn thấy con quạ tít đằng kia. Đấy. Thế, đấy, ngỗng đây người ta thả thiên nhiên nhá. Đây này. Tức là không ai nó bắt nó ăn cả, đấy. Mà rất dặn người, nó chả ai bắt nó ăn. Ở đây Việt Nam, ở đây nó chắc thừa thịt nào. Chứ Việt Nam thì nói thật ra mấy thằng bợm nhậu chỉ độ 2 cút thôi là bọn này đi đời nhà ma ngay. Ừ, đấy. Đẹp không? Nhìn thấy đẹp không? Rất đẹp. Đấy, hôm nay là cô Hoàn kia cô sợ quá cô ơi. Bố bảo cô đi ra tập thể dục không có là